Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngô Nguyễn nha. Hôm nay lại tiếp tục ghé tiệm xe của anh Nam hay ngã tư Bình Chuẩn, chạy vô tí xíu nè anh em. Số điện thoại của anh là 0977 355 248, đang ở trên màn hình rồi anh em. Hôm nay thì dòng xe cũ đa số cũng còn mới, rồi về một số xe mới. Đây là bên dòng tay ga với những cái chiếc nhỏ nhỏ nè. Còn cái bên đây thì nay ảnh chơi luôn tới cái dòng mini bike mà mini này của tàu nha. Rồi bên trong có cầu cào đầy đủ luôn nè, rất là nhiều luôn nè anh em. Thấy không? Thì bây giờ mình sẽ quay cái bên đây là chủ yếu, nhưng mà vẫn nói sơ về bên kia để anh em thích thì alo. Còn nếu anh em mà muốn coi chi tiết thì anh em hay bữa nữa từ cái video này lên sóng xong rồi sẽ tới em nói thôi, chia ra để anh em xem chi tiết cho nó dễ. Đó, đầu tiên là Series Y rồi nè anh em. Series Y nè, màu xanh đen luôn. Còn nói chứ con Jupiter này bạn trẻ nào thích quất luôn nha. Nó ở đây lâu quá nè. Đây còn Series Y nè anh em, màu xanh đen nè. Nhìn cũng được. Con này bao nhiêu anh? Anh em lấy đại em 12 năm. 12 triệu 500 ngàn. Đây là mấy vậy anh? Thì là 2067. 16, 17. Xe này có sơn lại hả anh? Không, zin nó chứ. Zin hả? Ừ, zin với con chày nhỏ nhỏ này chứ sơn này nó đẹp rồi. Dạ. Yeah. Thấy nó lòi màu đỏ đó. Còn mấy con này đây, con này là 50 phải không? Ừ, con 50. Ừ. Con Quy S bao nhiêu à? Quy Honda GS, này anh em lấy đẩy anh em 8 triệu, 8 con này triệu. Đẩy anh em 7 triệu, Jupiter. Jupiter này thì xuất hiện trong video mình rất là nhiều rồi anh em ạ. Anh em lấy luôn đi nha, GS thì 8 triệu, Jupiter nó 7 triệu. S50, anh em đẩy anh em 10 triệu. 10 triệu. Có mắt cú đây. Ừ, có mắt cú luôn nha anh em, có con tay luôn nha. Máy của này là tập đoàn Detect nha. Rồi con này để anh em 3,5 triệu. Novo 3, 3,5 triệu. Còn con này cho em xin giá lại. Anh em để anh em 12 năm. 12 năm. Giấy tờ đầu đây cửa hàng mà đầy đủ, công chứng ok hết phải không anh? Ok. Quay coi để 8 triệu. Rút gốc thì mình thêm tí nữa ha. Quay này thì 8 triệu nè. Ok. Ok, rồi bây giờ quay chủ yếu cái dòng Vespa cho anh em xem nè. Số xe cũ thì cũng còn đó nha anh em lấy tên thủ lấy hết đi rồi về cái mẫu mới cho nó đẹp ha. Liberty ngoài cùng này bao nhiêu đây anh? Này anh em lấy để anh em 18 năm. 18 năm. 18 triệu đó. Xe mới về chưa rồi. 18 triệu 500 ngàn. Công chứng rồi đàng hoàng nha anh em. Nhiều anh em mình nói cái này là mình công chứng cái của này, đa số bây giờ là mình cái giá mình báo là viết giấy cửa hàng bao tranh chấp. Dạ. Toàn quốc mãi hiểu không? Anh em thử có xe làm mà anh em làm mà sao mà muốn nhu cầu rút gốc thì có thể thêm phí. Dạ. Còn công chứng thì sao anh? Công chứng thì bây giờ tùy xe. Dạ. Có xe là ví dụ mà chính chủ trực tiếp thì mình có thể là bạn nào thích thì mình có thể là công chứng ủy quyền, còn dạ. Có thì mình viết giấy cửa hàng. Dạ. Nhiều bạn không có biết thì ảnh nói cũng rất là rõ rồi nha. Nhiều bạn không biết cứ inbox trong cái phần trang fanpage của mình á. Cứ giấy cửa hàng là một chuyện, công chứng là một chuyện, nó khác chứ nó không có giống nha anh em. Đó là nói cho nó rõ ràng để anh em cứ hỏi biết. Đây còn cái con lít này anh. Này chắc chiều đi làm lại rồi. Chiều làm lại rồi hả? Chiều đi cho em lên màu mới cho đẹp. Đó, nó màu mới. Cái này để quay sau đi. Dạ. Còn Vespa đây anh. Vespa này thì anh em lấy ngày để anh em 16 triệu nhé, xe đẹp. 16 triệu. Cửa hàng mình thí dụ như mấy xe này nó cũng gọi là xe cũ rồi, mình có đảm bảo gọi là bảo hành tí tí cho anh em không anh, hay là nói chung là xe thì đang hoạt động tốt.
Yeah. Còn nói thẳng xe giống như con người mình đang khỏe mai bệnh thì đâu ai dám nói trước được đúng không? Yeah. Nhưng mà xe thì nói chung là bao các bạn test thoải mái. Yeah. Cái máy móc này thì hàng zin á. Ok, chưa có được tình trạng gì. Con này lạ nè, cũng quay hoài đây luôn nè. Con này mấy triệu anh? Con này đánh em 9 triệu. Villa 9 triệu. Thì mua về trưng bày với móc phơi cũng đẹp. Sơn mốt đây 1 nè. Rồi vết 3 màu xám này đẹp nè anh em. Này để anh em 29 triệu. 29 triệu. Này là FI3VE. Ừ, FI3VAN VE. Ở đây con này đi ha. Chung là vết 3, cái tiếng, cái đặc trưng của nó này, máy nó hơi bị xè nhẹ anh em. Vết 3 con nào chạy lâu nó bị hết trơn á. Vết 3 máy của nó thì có so được với Honda hay mấy hãng thấy đó. Nó hơi xè đó là chuyện bình thường. Lợi ích 150 này bao nhiêu ạ? 125 này bao nhiêu anh? Con này để anh em giá 16. 16 triệu, 59 F1 nè anh em, bị số phố nè. 16 triệu. Màu này đẹp. Xám nhám này đẹp nè. Con này máy im hơn con mình kế bên. Đây xin cô phải pha trắng lên nè anh em. Số nè. S125 3 van luôn nè, thấy không? Con này 3 van luôn anh em. À, nó giống như con xám bên kia vậy đó, thấy không? Giống con xám á. Con này chắc đây à. Con này em lấy điện em 25 triệu. 25 triệu, nó rẻ hơn con xám tí. Nó rẻ hơn con xám tí. 3 van rồi. Đây cõi con trầm trầm trong đây nó cứ là mua hai miếng ở trong đây nè. Tất cả bao nhiêu anh? Con trong cục để anh em 15 triệu. 15 triệu. Dạ. Em lấy đại con này nha. Chính là con này. Rồi làm một lèo bên đây cho anh em nhìn cái mẫu cái đã rồi báo giá luôn. Nay 11 năm. Em quay ra sao lấy cái biển số để anh em thích cái biển số này luôn ha. Này có AB màu đẹp nè anh em. Này là sơn luôn ha. Sơn luôn quá mình. Không, cái này là zin đấy. Dạ. Cái này đang là dán keo luôn mà. À, đi 400 nè. Có sơn bê rô bánh cầm với đục. Thầy đi bánh cầm nè anh em. Mới thấy. Sơn à? À tùy. Đen này là zin. À, ý em nói là cái này nước sơn chứ mấy trăm trầm á. Ừ đúng dạ. Rồi, sơn 3D nhá. Dạ. Cái con đó này bao nhiêu anh? Con này anh em lấy để anh em 27.500. 27.500. Đời mấy vậy anh? 2017 luôn. Vậy bánh căm điện nhôm nè anh em. Cũng lạ mắt ha. AB mình mới thấy á. Đọc đẹp lắm. Dạ. Biển số VIP luôn, 49 lộc. Con này bao nhiêu anh? Con AT nè. AT này để anh mang dọn. Rồi. Rồi cho em xin mấy giá luôn AT nè. AT FB để anh em giá 10.500. Dạ thấy cũng hợp lý anh em. Xe đẹp. FI mà. AT này mới viết là ấy ngon là quà nó còn im hơn là có 3 nữa. Rồi những năm mà bước qua mới có 2.0 qua 2.10 tí mấy dòng xe này nó hot. Cái bọn nữ trai đẹp lắm. Còn con đỏ cái bên nè, cái ba này 15 triệu. Đây có con bếp ba là cỡ 12-13 triệu không anh? Con này anh em để anh em 14. Ừ, 14 triệu. Mình giúp giá đây anh em đến thì mình có bớt chút tiền lộc cho anh em. Dạ. Tùy xe nghe nè. Bớt nhiều hay bớt ít tùy xe nhá. Dạ. Con này 14 không anh? Ừ. 14 triệu nè. Phải nghe con máy 14 này coi sao giá thấy hời đó. Máy móc tháo bình rồi. Tháo bình rồi. Con này nè. Bình này 15. 15 triệu. Còn con này FI thì 17.5. Số này anh em.
con trong cùng 16. Ngày xưa mua mới 60-70 triệu, giờ yeah. mấy có tất 3 đi rồi. Tất 3 phải gọi là nó rất giá thảm hại luôn. Con này xe cũng không xe được đây chứ. Honda chứ anh? À Honda. Ừ. Có Honda sao vậy? Sao anh không đi làm sao thấy nó đó? Đi làm kia là. Ở cái số sao thấy nó có sao là nó sau là xe Liberty. Ừ. Liberty thì hiện nay mấy con này có quay rồi mà. Có con này mới. 24 năm. Liberty dao động bao nhiêu đây anh? Liberty dao động từ 17 triệu đến 25 triệu. 17 triệu là con nào đâu anh? Con trong 17. Ừ, con này 17. Đời nó thấp hơn hay là như thế nào mà nó rẻ vậy? Mua được rẻ bán rẻ thôi. Đời ừ. nó cũng nói chung DPT ra dao động từ 212 đến 213. Ừ. Con này 215 thì giá nó 25 triệu. Ừ. Nó chung chung vậy. Còn 17, 18, 19. Cái con nhám này là bao nhiêu anh? Đẹp nè. Con nhám này nếu anh em lấy để anh em 19 triệu. 19 triệu DPT. Ừ. Dòng này FI hết nhá. Dạ. Liberty thì FI rồi. Liberty S3VE này. Cái yên của nó có làm lại yên riêng anh mà nhô hết nhá. Này đời 20 năm đầu gồ luôn này, cái đầu nó khác. Nhìn cái yên nó nhô lên nó cao hơn. Đây nè, đầu nè, đầu gồ nè, nhìn nó sang lên. Xe nhưng này mà chạy như xe mới luôn nhá, bao các bạn luôn. Mà rum của nó còn sáng nè. Bao đi tới ra Hà Nội. Và trong lúc sắp đi không? Hả? Logo 5 bán rồi. Bán rồi. Dạ. Con này đợi 25. AB anh. AB là anh em lấy để anh em 30 triệu. 30 triệu. Cái này 20 mấy rồi? Mấy ngày nữa là sang 28 rồi. Yeah. Mấy ngày nữa sang 28. Đây sản xuất 27 đó. Con này cuối, còn nữa khoảng chục ngày nữa là sang 28. AB này anh em lấy để anh em 11 triệu nhé. Cho em nghe máy cái đi. Nghe máy con này. RVX 125, 150. Có cái chiếc này hàng độc này. Này là Saab Mili FI. Saab. Mới 4 mấy triệu. Giờ anh em lấy để anh em 16 triệu 500. 16 500 Saab Mili FI. Video rồi mình có quay trang Vision nhé, mẫu mới. Video rồi mình có quay một cái cửa hàng nào cũng có chiếc này nè anh em. Mà chiếc này nó mới hơn nhiều nè. Saab Mili. Nghe máy thế này anh em. Cái chứ. Máy rất là im ha. Rồi. Rồi. Này 125 hết anh, cặp này nè. Đâu biết. Này 125, con này 150, 55. Ừ. Con 125 thì giá bao nhiêu anh? Con này anh em lấy để anh em 31 triệu. 31 triệu 125 NVS nha anh em. Cái bản 125 thì nó sẽ không có ABS đúng không anh? Ừ. Ừ. Khóa smart key luôn ha. Xe đẹp nhá. Mới đi mấy ngàn cây rồi. Anh mở lên thử. Để cho anh mở cái con NVS này nha. 31 triệu. Đây là con 150 nha anh em. Biển số 64D1 nè. 150 á. Còn cái con 78G1 này 48.06. Giá rất yên. Giá mới về cây à. Cao trùng. Này hàng mới về. Đâu, ở đâu rồi? Ở anh em thấy á. Rồi, còn con 155 này là bao nhiêu anh mà còn? Anh em 34 triệu. 34, nó còn, nó có ABS chưa anh? Đây này có ABS. Alo. Ờ đúng rồi, con này gai bếp luôn nha anh em. Rồi nó còn quá thường không phải mất khay ha.
đi con 67 màu đỏ chắc còn. Cho em nghe máy con này cả luôn đi anh. Có đồ luôn nha anh em. Đồ là 6 mấy à? 10 ngàn luôn. 10.325 cây á anh em. Xe như mới luôn nhá. Nói chung anh em mua này rẻ hơn được hơn 20 triệu cho xe mới. Em móc thì im anh em nha. Rồi. Để xin nhanh giá mấy con này đi. Con này mẫu A còng nhá. A còng. Này để anh em 13 năm. A còng 13 năm. Xe mới tinh nhất. Rồi. BS để anh em 24 năm. BS 24 năm. Ly này thì để anh em 23 năm. 23 triệu 500 ngàn. FI phải không anh? FI hết nha, này mẫu mới. Dạ. Xe cổ. Xe cổ này anh em để anh em 11. 11 triệu. Rồi, con này đi lăng 16 năm. Đi lăng 16 năm anh em à. Máy bóc êm hết nha. Để nghe con đi lăng cái nha anh em. Rồi SH thì 12.800. 12.800. SH này liên danh hay là sao anh? Ừ. Đây liên danh 12.800 ngàn. Chỉ số đẹp luôn 678. Rồi, Novo này Novo 3 đúng không anh? Ừ. Này anh em để anh em 4 triệu. 4 triệu Novo 3. HZT thì để anh em 4.5 triệu. HZT 4.5 triệu. Còn trong kia để anh em 4 triệu. 4 triệu. Có lớp có gì anh? Mấy Ben gì Ben gì? Dạ. Ben 2. Còn con này thì kiểu dáng là lạ chút, anh em để anh em 5.5 triệu nhá. 5.5 triệu. Lạ quá. Bây giờ là của nó chà bá này nè. Rồi, xe tới 150 luôn anh. Xe này mới chạy được có 16 ngàn nha. Xe này để anh em giá 26 năm. 26 năm. Xe chính chủ luôn. 26 năm. Còn nếu mà công chứng thì con này sẽ là bao nhiêu anh? Nếu mà công chứng thì hết có khoảng 200 ngàn à. 200 ngàn. Còn hồ sơ chứ em hỏi lộn hồ sơ chứ. Hồ sơ rút thì cái này chắc rút hết tầm triệu mấy. Triệu mấy nữa hả? Vì cái này là biển xa. Còn Winner anh? Winner anh em lấy để anh em 34 triệu. 34 triệu. Đời 2019. Xe như mới luôn anh em à. Bản này 2018 chứ anh? Bản hai bên bản 2018 nhưng mà đăng ký dạ, 2019. Dạ, giấy 2019. Ừ, 2019. Em nghe máy thử coi có tăng cam hay bơm lưỡi chưa không nghe. Không nghe gì hết nha anh em. Anh em là mua về mình khuyên thật sự và chân thành luôn là gỡ cái này ra bỏ nha. Xe rất là đẹp. Số 61 của Bình Dương luôn nè. Có chiếc ẹt này 26.5 hay 26 anh? 26 năm. 26.5 nha. 26 năm nè. Rồi, tắt cái đó được rồi anh. 16 ngàn. 16 ngàn. Rồi, bộ Uma anh em ơi. Uma giải viên nha. Tắt luôn. Con này anh em để anh em 5 triệu. 5 triệu. Còn Louvet FI thì anh em 13 triệu. 13 triệu. Rồi. F150 còn nhiều nha các bạn. Đấy, còn đây, mấy chiếc sẵn quay cho các bạn xem luôn F150. Đấy, còn mấy chiếc nhá. Giá nó 27 mấy 28 thôi nhá. Cái con trắng đỏ là bao nhiêu anh? 28 triệu. 28 triệu, còn con đỏ anh? Con đỏ đời 27 anh em đấy để anh em 27 năm đi. Rồi, 27 năm. Như nãy đầu video mình có nói thì bây giờ mình sẽ lướt sơ một số dàn xe bên đây để anh em nếu mà có ưng thì alo anh luôn. Còn nếu anh em muốn xem chi tiết thì anh em khoảng 1 đến 2 bữa nữa sẽ có video chi tiết cho cái dàn bên đây nha. Thì khu này khu tay ga và có cái con xe 50 Kim Cô cho những bạn nam chưa đủ tuổi ha. Còn đây thì mô tô
thì mình cũng xin nói thiệt với anh em, mua tô tàu hay một đống luôn, nhưng mà mẫu thì nó đẹp đó, 235 có luôn. Ê, xe gì mà nghe ù ù đã vậy nè, coi 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 cái coi. Ủa đi hướng lên rồi đó, video sau mình sẽ quay những cái chiếc này, tại vì kênh mình quay cái này cũng nhiều rồi anh em à, quay nhiều rồi. 235 thì bao la luôn nè, chẳng chơi cho anh em nghe cái tiếng máy con này, cái gì đợi hẹn anh em video sau cái nha. 125 mà xe của mấy anh tàu thì anh khoái về cái bô lắm, hay lắm anh em. Ok ha, 135 thì dao động bao nhiêu anh? 135 thì dao động từ 17 đến 20 nhá. À, 17 đến 20 anh em cũng nghe rồi. Ủa con đó sao rồi anh? Khách lấy chưa? À con đấy khách đặt cọc nhưng mà không đủ tiền lấy rồi, đổi con khác nữa đẹp hơn rồi. À bây giờ là con đó đây là bán lại. Ừ. Là bao nhiêu anh? Để anh em 15 năm. 15 năm. Rồi ok. Đó, quay trước vậy đi ha. Rồi video sau cập nhật kỹ cho anh em. Có con này mấy chú mấy bác khoái Hàn Quốc luôn nha, đẹp nè. 45 triệu. 45 triệu Rebel 170. Có kết nước luôn. USA. 45 triệu thì nói thật anh em cũng biết hàng gì rồi ha. Bên này của Honda thì nó không có đâu. Đây, Moto Mini một đống luôn nè mấy bạn trẻ ơi. Rồi ok, xin chân thành tất cả các bạn và anh em đã dành thời gian theo dõi cái video của Ngô Nguyễn nha. Anh chủ nè, dễ thương không? Rồi, bye bye chào anh em nhé, anh em gặp video sau nha.